Mến chào quý vị, Phương Thủy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để cùng mang đến cho quý vị những tin tức hấp dẫn nhất trên kênh Tin Mới, bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những tin chính. Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với Tin Mới. Với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc, thưa quý vị và các bạn, bản tin tổng hợp tình hình lũ lụt ngày hôm nay sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất xoay quanh tình hình lũ lụt nghiêm trọng tại Trung Quốc. Bản tin gồm những tin chính sau đây. Nhà báo nước ngoài bị ngăn cản đưa hình ảnh mưa lũ ở Trung Quốc. Lũ lụt nặng nề, nhiều nông dân Trung Quốc bỗng chốc trắng tay. Lỗ hổng khiến Trung Quốc bị động trước đại hồng thủy. Chuỗi cung ứng toàn cầu lại đứt gãy vì lũ lụt ở Trung Quốc và châu Âu. Về tình hình cụ thể, nhà báo nước ngoài bị ngăn cản đưa hình ảnh mưa lũ ở Trung Quốc. Nhiều nhà báo nước ngoài đã bị quấy rối cả ngoài đời lẫn trên mạng, nhằm ngăn họ đưa hình ảnh và thông tin về đợt lũ lụt nặng ở tỉnh Hà Nam của Trung Quốc. Theo hãng tin AFP, hiện có tình trạng nhiều nhà báo nước ngoài đã bị quấy rối cả trên mạng lẫn ngoài đời, nhằm ngăn họ đưa hình ảnh, thông tin về đợt lũ lụt hiện tại ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Các phóng viên AFP đã buộc phải xóa những cảnh quay những người dân trong vùng lũ và bị hàng chục người đàn ông bao vây khi đưa tin về một đường hầm giao thông bị ngập nước ở thành phố Trịnh Châu. Trong một diễn biến khác, chính quyền thành phố đã quyết định hủy bỏ buổi lễ tưởng niệm 14 nạn nhân thiệt mạng do bị kẹt bên trong tàu điện ngầm, do lo lắng sự phản đối của người dân về cách xử lý thảm họa của chính quyền. Các nhân viên bảo vệ tàu điện ngầm đã dựng dây chắn không cho ai vào khu vực tưởng niệm, trong khi người dân thành phố đặt những bó hoa ở lối vào nhà ga. Một đoạn video được web China Metropolis Daily đăng tải sau đó cho thấy một nhóm người đã gạt bỏ dây chắn sang một bên và hô vang: "Hãy để linh hồn những người đã chết được trở về nhà." Những trận mưa như trút nước đã đổ xuống liên tục trong 3 ngày tại Trịnh Châu, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, làm ngập các toa tàu điện ngầm và khiến hơn 500 hành khách bị mắc kẹt trong giờ cao điểm hôm thứ Hai. Hình ảnh các hành khách ngập nước trong mực nước cao ngang vai sau đó đã được lan truyền trên khắp trang mạng xã hội Trung Quốc. Chính quyền Trịnh Châu cũng đã công bố tên của những người đã không qua khỏi khi bị kẹt bên trong tàu điện ngầm do trận mưa lũ một tuần sau khi vụ việc xảy ra. Những trận mưa lớn gây ra tình trạng ngập úng nghiêm trọng ở các bộ phận của tuyến tàu điện ngầm số 5 và các bức tường chắn bảo vệ các tuyến tàu điện ngầm đã sụp đổ. Chính quyền thành phố cho biết một trong những nạn nhân nằm trong danh sách chính thức do thành phố công bố có tên là Sa đã thiệt mạng khi chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật lần thứ 34 của anh. Ai có thể nghĩ rằng bạn chỉ cách một trạm dừng chân nhưng bạn sẽ không bao giờ trở lại nữa, vợ của Sa viết trên trang Weibo của cô. Vợ của Sa, người từ chối cho biết tên của mình, tiết lộ cô đang tiến hành kiện nhà điều hành tàu điện ngầm vì cấu trúc xây dựng cầu thả khiến các bức tường chắn bảo vệ các tuyến tàu điện ngầm bị sụp đổ và làm mắc kẹt hàng trăm hành khách, trong đó có chồng của cô. Trận mưa lớn bắt đầu từ ngày thứ Bảy tuần trước đã ảnh hưởng đến gần 13 triệu người, làm hư hại gần 9.000 ngôi nhà và gây thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 13,9 tỷ nhân dân tệ, tức là 2 tỷ đô la Mỹ cho tỉnh Hà Nam. Tính đến ngày thứ Ba tuần này, số người không qua khỏi vì lũ lụt ở tỉnh Hà Nam đã lên đến 71 người, AFP đưa tin. Cùng ngày, các nhà khí tượng thủy văn Trung Quốc dự báo sẽ có nhiều trận mưa lớn hơn do tàn tích của cơn bão số 3 đi qua khu vực này. Theo Đài quan sát khí tượng tỉnh Hà Nam, các thành phố đang cố gắng vực dậy sau trận lũ lụt tuần trước, bao gồm Tân Hương, Hebei, An Giang và có khả năng sẽ hứng chịu những trận mưa lớn nhất từ ngày thứ Ba đến ngày thứ Năm. Lũ lụt nặng nề, nhiều nông dân Trung Quốc bỗng chốc trắng tay. Đợt lũ lụt vừa qua khiến anh Trang, một nông dân sống ở làng Wan Hoan thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã mất hơn 100 con lợn. "Tôi gần như mất sạch đàn lợn, chúng tôi sẽ chờ nước rút hết, sau đó xử lý các con lợn bị ngâm nước. Chúng đã bị ngâm nước vài ngày, không thể làm thực phẩm được nữa," anh Trang nói với Reuters. "Bỗng chốc chúng tôi mất sạch vốn liếng, chúng tôi không còn tiền để tiếp tục nuôi lợn nữa. Đây cứ như là một đòn trời giáng vậy," anh nói thêm. Theo Trang, anh đã phải đối mặt với khoản lỗ 30.000 nhân dân tệ, tức là hơn 106 triệu Việt Nam đồng. Anh lo sẽ không nhận được tiền hỗ trợ từ chính quyền trung ương. Hãng tin Reuters dẫn lời thống kê ước tính cho thấy đợt thiên tai vừa qua đã gây thiệt hại cho khoảng 1.678 trang trại và hơn 1 triệu gia súc gia cầm trên toàn tỉnh Hà Nam. Số liệu sơ bộ được Trung Quốc công bố tối Chủ nhật tuần qua cho biết, đợt mưa lũ lần này ở Hà Nam đã ảnh hưởng tới cuộc sống của 12,9 triệu người dân sinh sống ở 1.558 thành thị, gây ngập úng cho hơn 972.100 ha đất canh tác, khiến ít nhất 71 người thiệt mạng và 5 người mất tích, thiệt hại trực tiếp về kinh tế lên tới 71,5 tỷ nhân dân tệ. Lỗ hổng khiến Trung Quốc bị động trước đại hồng thủy. Việc giới chức Trịnh Châu không có quyền tự quyết được cho là nguyên nhân chính khiến họ không kịp trở tay trước trận lũ lịch sử. Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, cơ quan hoạch định chính sách hàng đầu của Trung Quốc, hôm Chủ nhật vừa qua đã ban hành một chỉ thị yêu cầu giới chức địa phương chủ động và quyết liệt hơn khi đối phó với những tình huống khẩn cấp. Khi tình huống bất thường như hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra, các quan chức phải có những biện pháp kiên quyết đóng cửa trường học, dừng sản xuất kinh doanh, dừng phương tiện giao thông công cộng, đóng cửa các đường hầm và những điểm đen ngập lụt. Chỉ thị có đoạn, chúng ta phải từ bỏ mọi quan niệm, trông chờ và vận may, vượt qua sức ỷ và tránh bỏ lỡ những cơ hội quan trọng để cố gắng hết sức cứu mạng người, tài sản. Chỉ thị được ban hành sau khi tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc hồi tuần trước hứng chịu trận mưa lũ 1000 năm có một, khiến ít nhất 71 người chết và gây thiệt hại lớn về vật chất. Các chuyên gia cho rằng những trận lũ lụt với hậu quả nghiêm trọng gần đây đã cho thấy lỗ hổng về quản lý, ứng phó thiên tai của Trung Quốc khi các chỉ thị, quyết sách thường được đưa ra từ cấp cao nhất, khiến giới chức địa phương thiếu linh hoạt trong phản ứng trước tình hình thực tế. Trận lũ lụt lịch sử hồi tuần trước ở Hà Nam, trong đó đau lòng nhất là vụ 12 người đã không qua khỏi dưới một đường hầm tàu điện ngầm ngập nước ở thủ phủ Trịnh Châu, đã khiến các nhà lãnh đạo cấp cao của chính quyền tỉnh phải thay đổi. Khi bão số 3 đổ bộ, chỉ vài ngày sau đó, giới chức Hà Nam đã ban hành chỉ thị đặc biệt tới các đơn vị vận hành tàu điện ngầm trong tỉnh, cho họ quyền ra quyết định tại chỗ trong trường hợp khẩn cấp mà không cần chờ lệnh từ cấp trên. Theo một số cuốn sách do tạp chí Văn học Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc xuất bản hồi tháng trước, Chủ tịch Tập Cận Bình bày tỏ thất vọng trước sự thiếu chủ động của các quan chức địa phương, phàn nàn rằng nhiều người còn chần chừ chờ lệnh trước khi hành động. Ông hồi tháng 1 cũng đã đề cập đến vấn đề này với Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, cơ quan chống tham nhũng hàng đầu của Trung Quốc. Một số người chỉ hành động khi nhận được lệnh bằng văn bản từ lãnh đạo và họ sẽ không làm gì nếu không có những chỉ thị như vậy. Chủ tịch Tập nói, những văn bản chỉ đạo của tôi là phòng tuyến cuối cùng. Nếu tôi không đưa ra chỉ đạo, liệu những công chức đó có làm gì không? Bão số 3 tấn công thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang hôm qua, sau khi đổ bộ vào thành phố Trung Sơn. Cơ quan khí tượng Trung Quốc đã phát cảnh báo màu cam, dự báo lượng mưa có thể lên đến 220 mm ở nhiều vùng của đất nước, đồng thời kêu gọi nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng ngừa. Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp, trong đó màu đỏ thể hiện mức độ nghiêm trọng nhất, tiếp theo lần lượt là màu cam, vàng, xanh dương. Dù bão số 3 chưa gây thiệt hại trên diện rộng, đã có những cảnh báo cho thấy tỉnh Chiết Giang và Giang Tô cùng với thành phố Thượng Hải sẽ tiếp tục hứng chịu mưa lớn, kết hợp gió mạnh trong vài ngày tới. Hôm thứ Sáu tuần trước, người đứng đầu tỉnh Chiết Giang Trịnh Sách Kiết nhấn mạnh, việc phân chia trách nhiệm trong toàn bộ bộ máy cần được làm rõ và những quyết định nhanh chóng, kịp thời nên được đưa ra một cách khoa học và dứt khoát. Đích thân ông đã đi kiểm tra hệ thống tàu điện ngầm của Hàng Châu trước khi bão số 3 đổ bộ. Các video ghi lại cảnh hành khách mắc kẹt kêu cứu hàng giờ liền trong tàu điện ngầm ngập nước ở thành phố Trịnh Châu hôm thứ Hai tuần trước đã gây chấn động cả nước. Nhiều người dùng Internet Trung Quốc đặt câu hỏi vì sao nhà chức trách không ra quyết định ngừng hoạt động tàu điện ngầm hay đóng cửa các đường hầm bất chấp cảnh báo mưa lớn. Phóng viên điều tra kỳ cựu Yu Shun-yong hôm thứ Bảy vừa qua đã đăng một bức thư ngỏ trên mạng xã hội yêu cầu giới chức Trịnh Châu phải chịu trách nhiệm cho thảm kịch. Theo Yu, nhiều mạng người có thể đã được cứu sống nếu những lãnh đạo ở Trịnh Châu quan tâm đúng mức đến cảnh báo đỏ về lượng mưa do cơ quan khí tượng ban hành. Truyền thông địa phương đưa tin, trong cuộc họp trực tuyến về công tác phòng chống lũ lụt tuần trước, một tuần trước khi xảy ra thảm kịch, Bí thư tỉnh ủy Hà Nam đã yêu cầu thành phố Trịnh Châu đảm bảo không xảy ra tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng khi mưa lũ. Mục tiêu có thể đã gây ra những trì hoãn trong khâu phản ứng của chính quyền Trịnh Châu. Theo Gusu, nhà phân tích chính trị kiêm giáo sư triết học và luật tại Đại học Nam Kinh Trung Quốc, với mục tiêu chống ùn tắc như vậy, các quan chức thành phố chắc hẳn phải xin ý kiến chỉ đạo từ cấp trên trước khi đóng hệ thống tàu điện ngầm. Nhưng trong những tình huống khẩn cấp, một phút bị lãng phí cũng gây ra thiệt hại khủng khiếp, Gu lưu ý. Đây là lý do chúng ta thấy lãnh đạo các tỉnh phía Đông sau khi chứng kiến những gì đã xảy ra ở Hà Nam đang có một cách tiếp cận khác khi họ lập tức cho phép cấp dưới bỏ qua các quy trình quan liêu để đưa ra các quyết định lập tức trong trường hợp khẩn cấp nhằm tránh lặp lại những sai lầm tương tự. Theo Xi Mangshong, nhà khoa học chính trị tại Viện Khoa học Trung Quốc, Bắc Kinh cần điều phối cân bằng hơn nữa giữa việc kiểm soát quyền lực tập trung và trao quyền tự quyết cho các quan chức địa phương, cho phép các cán bộ địa phương tự ra quyết định và thậm chí là mắc sai lầm, bởi thiên tai do thời tiết khắc nghiệt sẽ diễn ra ngày càng thường xuyên hơn. Với nhiều chỉ đạo kiềm chế quyền lực của các quan chức địa phương trong những năm gần đây, Bắc Kinh cũng cân nhắc để các cán bộ cấp dưới có quyền ra quyết định hơn. Nhờ thế, họ không bị trừng phạt khi mắc những sai lầm không cố ý, Xi nói. Theo chuyên gia này, nếu không có những cơ chế cho phép quyết và sai như vậy, thì các lãnh đạo chính quyền địa phương rõ ràng sẽ không muốn chấp nhận rủi ro chính trị và chỉ trông chờ vào các quyết định từ cấp trên cho mọi vấn đề. Điều gì sẽ xảy ra nếu mà quan chức địa phương ra lệnh đóng cửa dịch vụ tàu điện ngầm vì thời tiết xấu, nhưng cuối cùng lũ lụt lại không xảy ra, họ cũng sẽ phải đối diện với chỉ trích, Xi cho hay. Chuỗi cung ứng toàn cầu lại bị đứt gãy vì lũ lụt ở Trung Quốc và châu Âu. Lũ lụt ở Trung Quốc và châu Âu lại giáng một cú đánh mạnh nữa vào chuỗi cung ứng toàn cầu, hiếm có một tuần nào trôi qua mà không có thông tin xấu. Tim Hurley, giám đốc điều hành công ty vận tải biển Mandarin Shipping chia sẻ, đứt gãy trong ngành vận tải biển bùng phát mạnh trong năm nay. Việc nhiều quốc gia bước ra khỏi đại dịch, dần nới lỏng chính sách đóng cửa, giãn cách, thúc đẩy chi tiêu, tiêu dùng cá nhân đã dẫn đến khủng hoảng, vỏ container rỗng làm cho việc giao hàng bị chậm, đẩy giá cả hàng hóa lên cao. 2 tháng trước, vụ siêu tàu chở hàng Ever Given mắc cạn trên kênh đảo Suez đã gây ra tình trạng kẹt cứng trên tuyến giao thông huyết mạch này trong gần một tuần. Trong tháng này, số ca bùng phát mới tăng mạnh ở nhiều tỉnh thành miền Nam Trung Quốc đã gây ra tình trạng ách tắc tại nhiều cảng biển, một lần nữa đẩy giá cước vận tải tăng vọt, và giờ là câu chuyện đứt gãy kết nối với đường sắt cũng như nguồn cung nhiều mặt hàng nông sản do lũ lụt gây ra lần lượt ở châu Âu và Trung Quốc. Mưa lớn kèm lũ lụt đã tàn phá khu vực Tây Âu, những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất nằm ở Đức và Bỉ. Nhiều vùng của Thụy Sĩ, Luxembourg và Hà Lan cũng chịu ảnh hưởng. Điều này đang thực sự tạo ra đứt gãy trong chuỗi cung ứng bởi các tuyến đường sắt đã bị hư hại nặng nề, ông Hurley nói. Trên thực tế thì tuyến vận tải đường sắt chạy từ Cộng hòa Séc, Slovakia đến các cảng Rotterdam và Hamburg của Đức đã bị hủy hại nghiêm trọng, làm gián đoạn việc vận chuyển hàng hóa. Tác động đứt gãy này mang tính lan tỏa, đơn cử như với trường hợp của Thyssenkrupp, hãng chế tạo thép lớn nhất của nước này, đã không thể tiếp nhận được nguồn nguyên liệu thô đầu vào do lũ lụt. Thyssenkrupp đã phải thông báo về tình trạng bất khả kháng trong ngày thứ 6 tuần trước do thảm họa thiên nhiên để tránh việc các đối tác đòi bồi thường vi phạm hợp đồng giao hàng. Ảnh hưởng dây chuyền sẽ là các ngành như chế tạo mô tô, ô tô, đồ gia dụng. Còn tại Trung Quốc, lũ lụt 5/1 tại tỉnh Hà Nam đã gây ra đứt gãy nguồn cung than đá và lúa mì, gián đoạn vận tải đường sắt tại tỉnh miền Trung này cho thấy rõ nét. Trịnh Châu, thủ phủ của Hà Nam, là điểm giao kết các tuyến đường sắt cao tốc trục Bắc Nam, Đông Tây đi tới nhiều thành phố lớn ở Trung Quốc. Việc vận chuyển than đá, nguồn nguyên liệu cho nhiệt điện từ vùng khai thác mỏ ở Nội Mông, Thiểm Tây qua Trượng Châu rồi đến khu vực miền Trung, miền Đông Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng. Các nhà máy nhiệt điện phải vật lộn tìm kiếm nguồn than đá để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện năng tăng vọt. Hà Nam cũng là vựa lúa của Trung Quốc, cung ứng mức sản lượng 38 triệu tấn trong mùa hè năm nay, với 200.000 ha đất canh tác bị lũ lụt tàn phá. Sản xuất nông nghiệp tại Hà Nam sẽ gặp thách thức không nhỏ trong thời gian tới. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc của Tin Mới ngày hôm nay. Để cập nhật và theo dõi những thông tin thời sự quốc tế mới nhất cũng như là các thông tin quan trọng về tình hình Biển Đông ở trong khu vực thì quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký trên Tin Mới. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.